Xin chào các bạn có khỏe không? Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với những câu chuyện ngắn rất là có ý nghĩa. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Câu chuyện đầu tiên có tên là Mẹ con cá chuối. Trời nóng hầm hập, hơi nước, hơi lá ải cùng với mùi tanh trên mình chuối mẹ bốc lên, làm cho bọn kiến lửa gần đó thèm thuồng. Đầu tiên, cá chuối mẹ cảm thấy buồn buồn ở khắp mình, sau đó đau nhói trên da thịt. Biết bọn kiến kéo đến đã đông, chuối mẹ lấy đà quẩy mạnh rồi lặn tùm xuống nước. Bọn kiến không kịp chạy, nổi lên bền trên mặt ao. Thế là đàn chuối con được một mẻ no nê theo xuân quỳnh. Và câu chuyện tiếp theo có tên là Vượn mẹ. Bác thợ săn thấy một con vượn đang bế con ngồi trên tảng đá. Bác nhẹ nhàng rút tên, bắn trúng tim vượn mẹ. Vượn mẹ giật mình, hết nhìn mũi tên, lại nhìn bác thợ săn bằng đôi mắt căm giận. Bác thợ săn đứng im, hồi hộp. Vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống, vơ vội nắm rác gối lên đầu con, rồi hái một cái lá to, vắt sữa vào đó, đặt kề miệng con. Xong, nó nghiến răng, giật phắt mũi tên ra, rú lên một tiếng rồi gục xuống. Bác thợ săn lặng người đi, hai giọt nước mắt lăn trên má. Bác mấp môi, bẻ gãy cái nỏ, lẳng lặng quay gót trở về. Từ đấy, bác không bao giờ đi săn nữa. Các câu chuyện của mình đến đây đã kết thúc rồi. Các bạn có thấy những câu chuyện có ý nghĩa không? Mình hy vọng rằng các bạn sẽ thích giọng đọc của mình và luôn luôn ủng hộ mình nhé. Xin chào!